Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và nay sẽ giới thiệu ông một chiếc xe đua đến từ thương hiệu của Vixin R7100. Vâng, chiếc xe được trang bị bộ group của Tiagra các bác nhé, và càng carbon. Bộ khung cũng rất là đẹp với bộ với màu rất là thể thao, màu xanh đen. Bây giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết xem. Vâng, đây là chiếc xe Vixin R7100. Em sẽ lướt qua tổng thể chiếc xe được sơn. Vết màu sơn là xanh đen. Vết màu nước sơn quá là khỏe các bác nhé, rất là nam tính. Càng carbon. Xe được phát triển và sản xuất bởi team C2 các bác nhé. Bộ phanh 3 mảnh axit của Vestoline. Như các bác biết thì Vestoline, bộ phanh của axit thì thường xuất hiện trên chiếc xe của Vestoline. Xe này cũng có một chiếc bộ phanh như này. Cấu viên nguyên bản của hãng các bác nhé. Yên rất là mới và êm. Bánh Shimano R5. Và may ớ của Shimano các bác nhé. Nên một cặp bánh của Shimano rất là cao cấp. Và thông số vành lốp là 700 x 23C. Lốp rất thông dụng của dòng xe đua, cùng với 10 tầng lip. Nghiệp và suýt còn rất là tốt. Củ đề của Tiagra và bộ đùi đĩa của Tiagra các bác nhé. Đây có chữ Tiagra ở đùi đĩa đây. Gạt đĩa của Tiagra. Vâng, chữ V là biểu tượng của hãng VC các bác nhé. Trên đầu xe có chữ V. Phía bên trên đây, xe được trang bị bộ tay lắp cao cấp của Tiagra đồng bộ theo xe. 10 tốc độ lắp các bác nhé. Và 2 tốc độ bên đĩa cho các bác 20 tốc độ thay đổi. Bánh trước cũng của Shimano. Và còn giữ được mã vạch của Shimano. Vâng, ở phía bên dưới các bác có thể thấy em sẽ luồn vào một chút. Chỗ này có số khung của xe các bác nhé. Khung chính hãng của xe. Xe được trang bị bộ khung nhôm càng carbon, nhưng trọng lượng xe cũng rất là nhẹ thôi. Làm xe đi vào do chiều cao không đứng của xe. Vâng, xe có chiều cao không đứng là 51 các bác nhé.
là 53. Một lát từ 1m65 đến 1m75 đi vừa chiếc xe này. Vâng, với 10 tầng lip. Lip còn rất là mới. Lên lip. Cái máy ơ của Shimano và củ đè của Shimano Tiago ra mình chuyển động rất tốt, và bộ đùi đĩa 2 tầng của Tiago ra luôn các bác nhé, xuống đĩa lên đĩa. Vâng, hầu không một lỗi chi tiết nhỏ nào cả, xe là chuyển động rất là tốt. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe VC R7100, chiếc xe được trang bị khung nhôm cả carbon, Mayer Shimano và bộ group của Shimano Tiagra. Chiếc xe được bán tại cửa hàng mức giá là 11.800.000, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bạn tự nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem những hình ảnh chi tiết về chiếc xe, lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn vào chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng. Xin chào và cảm ơn các bạn theo dõi video.